Quý vị, mở đầu cho chuỗi chương trình tuyển sinh của FBNC, chúng tôi mời quý vị ghé thăm Trung tâm Đào tạo Nhân lực khối ngành kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh và miền Nam, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Với bề dày 40 năm, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh là nơi cung cấp hàng ngàn lao động cho nền kinh tế mỗi năm. Với những biến động không ngừng của kinh tế Việt Nam và thế giới, chủ trương của nhà trường là cập nhật nhanh nhất những kiến thức và diễn biến mới, đồng thời bám sát thực tế của Việt Nam. Vậy, Trường Đại học Kinh tế làm gì và dạy sinh viên như thế nào để đạt được chủ trương này? Mời quý vị đến với phóng sự ngay sau đây. Đây là tiết học về ngôn ngữ cơ thể, nhưng không phải ở một trường khối ngành xã hội mà là Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Lớp học theo mô hình chuẩn của nước ngoài với sĩ số ít và chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh. Xu hướng liên kết quốc tế và xây dựng chương trình tiệm cận với thế giới là xu hướng rất phổ biến trong các trường đại học kể cả công và tư, và một trong hai trường đầu tiên được chính phủ cấp phép xây dựng chương trình liên kết được quyền tự chủ tài chính là Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng trên cơ bản, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là một trường đại học công lập với bề dày 40 năm hình thành và phát triển, gây dựng được uy tín một trong những trung tâm đào tạo nhân lực khối các ngành kinh tế của miền Nam và cả nước. Tâm huyết của nhà trường là đào tạo ra những nhà kinh tế, những nhà quản trị, những lao động chất lượng cao tương đương trình độ thế giới. Hiện nay đang đào tạo trong cái lĩnh vực về kinh tế, quản trị kinh doanh, luật và lĩnh vực công lẫn lĩnh vực tư. Hiện nay có mấy cái việc nhà trường là đã và đang và sẽ làm. Cái thứ nhất là nhà trường có cái chương trình đào tạo chất lượng cao để mà đào tạo 3 năm nay rồi, cho nó gần bằng với cái trình độ, tiệm cận với trình độ của khu vực. Cái thứ hai, nhà trường có một cái hệ thống đào tạo bằng tiếng Anh trong viện đào tạo quốc tế, từ đại học, cao học và tiến sĩ, đào tạo bằng tiếng Anh hết, để mà sinh viên tiếp cận ngay với thị trường lao động khu vực và thế giới. Mà trong quá trình đào tạo cũng thực hiện cái việc trao đổi sinh viên, trao đổi giảng viên. Tiến sĩ Trần Thế Hoàng, trưởng phòng đào tạo Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện tại trường có 3 chương trình giảng dạy. Thứ nhất là chương trình đại trà, thứ hai là chương trình chất lượng cao, thứ ba là chương trình đào tạo quốc tế. Yêu cầu chuẩn đầu ra của các chương trình cũng khác biệt. Trong quá trình học tập, các bạn được bổ sung tiếng Anh, các kỹ năng cần thiết để tham gia vào thị trường lao động, tạo sức cạnh tranh cao hơn so với sinh viên cả nước và trong khu vực sau này, nhất là khi Việt Nam sắp bước vào cộng đồng kinh tế chung ASEAN. Trong khoảng chừng 5-6 năm nay, chỉ tiêu của trường ổn định trong cái số là 4.000 chỉ tiêu dành cho bậc đại học chính quy. Chúng tôi có cái đặc điểm tức là chỉ tuyển sinh chung một chuẩn cho tất cả các ngành chuyên ngành. Sau khi kết thúc giai đoạn đại cương khoảng chừng 1.5 năm thì chúng tôi mới phân ngành. Thì những ngành thu hút học sinh đăng ký tham gia, đăng ký dự thi vào trường, cũng như sau khi các em kết thúc đại cương, các em đăng ký vào, có thể kể một số ngành như là cái nhóm ngành kinh doanh quốc tế, rồi những ngành ngoại thương, quản trị, những ngành tài chính ngân hàng cũng là những ngành thu hút nhiều, kế toán, kiểm toán, và một số cái nhóm ngành thuộc lĩnh vực kinh tế cũng thu hút nhiều thí sinh đăng ký. Và chúng tôi có mở ngoài cái số đại trà, số học chương trình đại trà, thì trường có mở thêm khoảng 400-500 chỉ tiêu dành cho cái số đăng ký chất lượng cao, học theo chương trình chất lượng cao và chương trình của Viện Đào tạo Quốc tế gọi là ISB. Hiện tại, trường đã phát triển chương trình đào tạo tiên tiến sắp đưa vào áp dụng đại trà cho tất cả sinh viên vào năm 2016. Chương trình tiên tiến này áp dụng đại trà cho tất cả sinh viên vào trường, gắn liền với đầu vào có môn tiếng Anh. Trong 2 năm đầu, nhà trường tiếp tục đào tạo tiếng Anh để năm thứ 3 trở đi, sinh viên đọc được giáo trình. Tổng vốn đầu tư cho việc mua và dịch giáo trình lên đến 5 tỷ đồng. Đội ngũ giảng viên cũng được nâng cao trình độ để giảng dạy bằng tiếng Anh. Một số môn có hẳn giảng viên người nước ngoài. Đối với lĩnh vực thương mại, nhà trường có những ngành mới như thương mại, kinh doanh quốc tế, marketing hoặc chuyên ngành ngoại thương, du lịch, v.v. Đây đều là những ngành học mũi nhọn của trường và bám sát chương trình đào tạo nước ngoài. Sinh viên của các ngành mũi nhọn cũng nổi tiếng vững ngoại ngữ, cử nhân sớm tham gia vào hoạt động của các công ty trong nước, liên doanh hoặc tiếp tục học tập ở nước ngoài. Đây là cái khoa cũng có nhiều thầy cô giáo tham gia nghiên cứu khoa học ứng dụng. Ví dụ là nghiên cứu trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, vấn đề là hạn chế nhập siêu từ thị trường Trung Quốc, đó là những cái đề tài mà các thầy cô giáo nghiên cứu rất là mạnh. Thì nó sẽ tác động trở lại, nó dùng cái kết quả nó tác động trở lại để phục vụ giảng dạy. Và sinh viên ngành này khá là linh động, linh hoạt. Khi mà vào trường Đại học Kinh tế thì tôi đã được học vào một cái giai đoạn đại cương. Thì cái giai đoạn đó đã cho tôi biết được một số cái thông tin cơ bản, những cái kiến thức nền tảng để cho tôi có thể
sau này ra làm trong tất cả những cái lĩnh vực kinh tế đều được thuận lợi hơn. Khi mà sau khoảng 3 học kỳ đầu học đại cương thì tôi được tham gia vào một đợt xét chuyên ngành và tôi đã chọn ngành ngoại thương. Thì ở trong ngành này tôi được học về những kiến thức cơ bản để chúng tôi có thể hoạt động làm việc trong những ngành xuất nhập khẩu. Đặc biệt thì tôi được chọn vào một lớp thì trong chương trình học có sử dụng chương trình đào tạo giảng dạy bằng tiếng Anh và cũng học tài liệu bằng tiếng Anh luôn. Cho nên sau này ra trường thì đó sẽ là một cái lợi thế cho mình đỡ bỡ ngỡ hơn. Cá nhân tôi nhận thấy thị trường sắp xếp một cái lộ trình rất là hợp lý để cho các bạn có thể phát triển. Bên cạnh đó thì các bạn cũng nên sắp xếp nhiều thời gian hơn ngoài việc học của mình thì tham gia các hoạt động. Thì ở trường mình có rất là nhiều hoạt động dành cho các bạn sinh viên tham gia, các cuộc thi rồi các hoạt động ngoại khóa vân vân. Thì các bạn sẽ có cơ hội là phát triển toàn diện mình không chỉ về học tập mà là các kỹ năng khác. Với hàng chục ngàn sinh viên theo học, hàng chục cơ sở đào tạo trải rộng khắp thành phố, câu hỏi đặt ra là làm sao để sinh viên của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ra trường có thể nhanh chóng có chỗ đứng trên thị trường lao động và đủ sức cạnh tranh trong bối cảnh nền kinh tế xoay chuyển nhanh chóng. Cái đột phá nữa đã làm từ 2012, tức là nhà trường xây dựng một cái chương trình đào tạo tiên tiến quốc tế, giáo trình nước ngoài. Nói một cách ngắn gọn, nếu ở trên thế giới người ta đào tạo một cái nhà quản trị thế nào thì trường Đại học Kinh tế sẽ đào tạo một cái nhà quản trị giống như vậy và với giáo trình, đó là giáo trình nước ngoài. Với cái chương trình đào tạo tiên tiến phải nói là chương trình đột phá. Sinh viên học hoàn toàn theo giáo trình nước ngoài hết. Tiếp xúc với một số sinh viên, chúng tôi nhận ra giữa hàng chục ngàn sinh viên ấy không khó để tìm thấy những nhân tố rất có năng lực và hoàn toàn chủ động trong đường hướng học tập và sự nghiệp của mình. Học ngành kiểm toán thì em mơ ước là được làm cho các công ty kiểm toán lớn. Thì hiện tại thì ở Việt Nam mình thì Big Four đều có đủ hết rồi. Và các bạn bên cạnh đó thì các bạn cũng có rất là nhiều sự lựa chọn khác. Ví dụ như làm các doanh nghiệp ở Việt Nam thì các bạn nên khảo sát kỹ cái định hướng của mình cũng như là cái nhu cầu và cái khả năng của mình để có thể chọn một vị trí phù hợp nhất. Do tính chất tuyển chung một đầu vào, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh là một môi trường tốt để các bạn rộng đường lựa chọn tương lai nghề nghiệp cho mình. Sinh viên Đại học Kinh tế có uy tín bởi sự hiểu biết thấu đáo và chặt chẽ về nền kinh tế. Tâm huyết của nhà trường không đặt nặng ở hình thức cơ sở vật chất hay những chỉ tiêu trừu tượng mà chính là ở năng lực và tầm nhìn của sinh viên.